Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chỉ có xài tiền chùa mới không quan tâm đến khả năng thu hồi vốn và nâng cao năng lực. Ngày 28 tháng 11, AFA tiếng Việt bình luận điểm nghẽn thể chế và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. AFA dẫn đánh giá của các chuyên gia kinh tế và công nghệ về báo cáo của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trước Quốc hội ngày 13 tháng 11 cho rằng sẵn sàng bỏ ra 67 tỷ đô để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng không cần phía nước ngoài chuyển giao công nghệ lỗi, không cần quan tâm đến khả năng thu hồi vốn đầu tư. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời một chuyên gia về công nghệ cho biết, nhiều văn bản có tính chuyên môn liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, trong đó có cả các tài liệu hội thảo khoa học đã bị đóng dấu mật, khiến các chuyên gia không thể chia sẻ cho nhau hay chia sẻ cho báo chí. Tuy nhiên, qua các tài liệu công khai, chúng ta vẫn thấy những nghịch lý trên bức tranh toàn cảnh của dự án này. AFA cho biết, theo Bộ trưởng Thắng, công nghệ được chuyển giao là bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, toa xe và các thiết bị liên quan. Vì ông Thắng cho rằng, nếu phụ thuộc nước ngoài thì rất tốn kém. Tuy nhiên, AFA dẫn ý kiến của kỹ sư Kim Nguyễn, một chuyên gia cấp cao về công nghệ và kinh doanh từ California, Hoa Kỳ nói rằng, ông không đồng tình với việc coi tiếp nhận kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp công trình sau khi hoàn thành là chuyển giao công nghệ. Theo cách hiểu của Ủy ban Châu Âu, chuyển giao công nghệ là quá trình truyền kết quả của nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kỹ năng và quy trình liên quan đến thị trường và xã hội rộng lớn hơn. Và đây là hình Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Đào tạo các kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp chỉ là dịch vụ thông thường giữa bên bán với bên mua, không giúp ích gì cho việc nâng cao năng lực công nghệ, tri thức, kỹ năng và khả năng sáng tạo của bên mua. Theo ông Kim, cốt lõi của chuyển giao công nghệ là đào tạo tri thức, know-how, kỹ năng, các cơ sở vật chất, tri thức và kỹ năng để tiếp tục sáng tạo sản phẩm mới. AFA đề cập đến cách làm đường sắt cao tốc của Nhật với địa hình cũng dài và hẹp như Việt Nam. Theo đó, Nhật Bản hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối Tokyo và Osaka vào năm 1964. Sau đó, họ tiếp tục xây dựng 7 tuyến khác và tuyến cuối cùng hoàn thiện vào năm 2016. Như vậy, Nhật cần hơn nửa thế kỷ để hoàn thiện hệ thống đường sắt cao tốc. Theo AFA, công nghệ đường sắt cao tốc không thể tách rời các công nghệ robotic, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và nhiều lĩnh vực công nghệ cao cốt loại khác. Nhật Bản phát triển các thế hệ đường sắt cao tốc mới không chỉ là đầu tư cho ngành đường sắt mà để phát triển một thế hệ doanh nghiệp và kỹ sư công nghệ mới phục vụ cho nền kinh tế. Trung Quốc đã học tập Nhật Bản cách làm đó. Và đây là hình tuyến đường sắt Bến Thành, Suối Tiên vẫn ngổn ngang sau 15 năm. Vẫn theo AFA, các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra là bằng cách này, việc học hỏi công nghệ đường sắt cao tốc đã giúp Trung Quốc phát triển tổng thể công nghiệp dựa trên công nghệ cao trong khi đó, Việt Nam đã không tiếp thu được công nghệ đường sắt đô thị trong suốt khoảng 15 năm xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành số tiên ở Sài Gòn bằng tiền vay của Nhật, cũng không học được công nghệ đường sắt đô thị trong dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội từ Trung Quốc. Bởi vì cách làm của Việt Nam là ký vào tờ giấy vay nợ và chờ công trình hoàn thành. Kỹ sư Kim Nguyễn nhận xét, bạn bỏ ra gần 70 tỷ đô la nhưng hoàn toàn mơ hồ về khả năng thu hồi vốn và không quan tâm đến khả năng Việt Nam có thể nâng cao năng lực công nghệ của mình hay không. Đó chỉ có thể là cách xài tiền chùa, xài tiền của người khác, của dân, không phải tiền của bản thân. Bạn cũng không quan tâm đến chi phí, cơ hội cho quốc gia của bạn. AFA cũng dẫn tiết lộ của một số quan chức nói rằng Bộ Giao thông Vận tải không có chủ trương nhận chuyển giao công nghệ lỗi vì năng lực của Việt Nam hiện nay không học được dù đối tác đồng ý chuyển dần. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chỉ có xài tiền chùa mới không quan tâm đến khả năng thu hồi vốn và nâng cao năng lực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Điều nguy hiểm khi tinh gọn bộ máy Ngày 27 tháng 11, Facebook Dương Quốc Chính đưa ra bình luận Tinh gọn bằng cách nào? Tác giả cho biết, tin đồn về tinh gọn bộ máy đang rất dồn dập Tin nhập tách máy bộ nghe còn có lý, nhưng tin nhập quá nhiều tỉnh thì thấy ngáo Rất duy ý chí, quay lại mắng lẫn cũ kiểu Hà Sơn Bình, Bình Trị Thiên Và đây là hình status trên Facebook Dương Quốc Chính cần hiểu rằng nhập cơ quan chính phủ hay ban đảng rất khác với việc nhập địa giới hành chính. Vì địa giới hành chính, ngoài quy mô, dân số, nó còn là văn hóa lịch sử. Tác giả phân tích, địa giới hành chính hiện nay đa phần là dựa trên địa giới thời minh mạng trừ miền Nam. Người ta chia tỉnh đã tính tới yếu tố văn hóa lịch sử rồi. Việc nhập các cơ quan và các tỉnh lại để giảm biên chế thực ra không phải là cách làm triệt để, bền vững vì có thể một bộ to sao lại có biên chế bằng 2 3 bộ cũ cộng lại chỉ giảm được độ hơn chục xếp. Tinh gọn bộ máy phải được quyết bởi những người lãnh đạo vừa có tâm vừa có tài để biết được bộ phận nào có thể cắt bỏ mà chả cần thông qua sát nhập. Nhiều cán bộ công chức từng tâm sự với tác giả là bộ máy chính của họ hoàn toàn có thể cắt bỏ 20 đến 30% mà chả ảnh hưởng gì đến công việc. Thậm chí một số cơ quan cắt 50% hoặc xóa luôn cũng được. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm, người khởi xướng việc tinh giảm biên chế. Tác giả từng tham gia thiết kế cơ quan hành chính cấp tỉnh, phải đọc nhiệm vụ thiết kế nên hiểu bộ máy nhân sự. Thấy rằng có một số phòng, ban chỉ có 1 đến 3 nhân sự, tức là nó sinh ra để có đủ ban bệ, có bộ phận toàn sếp, trưởng, phó, không có đính lát gì, hoặc lính ít hơn sếp, đó mới là những bộ phận cần tinh giảm. Tác giả nhận xét, các cánh tay nói dài của đảng mới là thành phần ăn bám ngân sách nhiều nhất, đó là các đoàn thể, hội hè, ăn hại, thì đợt tinh gọn này lại không nhắc đến qua các tinh độc. Cái nguy hiểm nhất khi tinh gọn bộ máy là khi những người được quyền quyết định thì vừa ngu vừa tham, vì sếp ngu sẽ chọn lính ngu, lính khôn không muốn theo sếp ngu. Sếp tham thì chọn lính chạy ghế nhiều tiền, chứ không ưu tiên lính giỏi. Thế nên, theo tác giả, rủi ro là việc tinh gọn mà còn lại toàn bọn ngu thì bộ máy lại khó vận hành. Như vậy mấu chốt là tinh gọn phải kèm với việc những người trụ lại phải là người giỏi, loại được đúng bọn ngu. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó thì ai dám chắc, liệu có phải duy ý chí không? Tiêu chí nào để chọn người ở lại và người phải ra đi? Công chức an hại nhất là bọn ngu mà con ông cháu cha mà bọn đó lại khó bị đuổi việc nhất. Và đây là hình rất nhiều công chức sáng cấp đi, tối cấp o về Tác giả cho rằng tinh gọn bộ máy hợp lý nhất cần làm trước là loại bỏ các hội đoàn ăn bám ngân sách, cơ quan đảng cần tối thiểu và nên kiêm nhiệm chứ lượng chuyên trách phải tối thiểu. Ví dụ, ban tổ chức nên nhập vào cơ quan nội vụ, tránh kiểu 2 đến 3 cơ quan cùng làm một việc gần giống nhau, kiểu tuyên giáo của đảng với truyền thông của chính quyền. Các tinh gọn như tinh đồn hiện nay, nó thiên về kiểu phép cộng trừ mà thôi. Rồi dự một tỉnh, bộ, lại có 7 đến 8 cấp phó, nhân sự mỗi cơ quan lại gấp đôi. Tác giả kết luận, tinh giản là ý tưởng đúng, nhưng làm thế nào thì cần có kế hoạch công khai, minh bạch và có tính chiến lược dài hạn. Chứ làm như tinh đồn thì chỉ là phép số học, bản chất vẫn là vậy. Tác giả diễu cợt, tinh giảm căng quá, biên chế phản động lại tăng lên, thì cán bộ tuột xích tâm tư thành quan oan. Tác giả nêu thắc mắc và chăm chọc tinh giảm bộ máy mà không thấy nhắc tinh giảm các ông có súng nhỉ. Hai ngành này mà xã hội hóa thì cũng cắt được cả mớ Như các doanh nghiệp cầm súng, lẽ ra phải cho ra ngoài làm dân hết. Bên công an thì cảnh vệ cũng chả cần phải trong biên chế, chuyển thành các công ty bảo vệ tư nhân, đấu thầu làm cảnh vệ. Mấy chú gác trụ sở với ngân hàng thì vào ngành làm gì? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Điều nguy hiểm khi tinh gọn bộ máy. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.